anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình, channel của Đặc Chính My. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với quay trở lại với một cái web game gọi là Huyền Thoại. Đây là web game viptoke.com, một web game lậu huyền thoại mà cũng lâu lắm rồi mình mới quay trở lại đây. Web này là cái web đầu tiên mà chúng ta được nhìn thấy con xe tốc đỏ ở bên bên kênh của mình. Nói chung là mình làm về vui tặc thì đây là web game đầu tiên mà mình thấy được xe tốc đỏ. Hôm nay mình sẽ truy cập vào app của một bạn cho mình mượn là bạn Nguyễn Hoàng Minh. Đây, bạn Nguyễn Hoàng Minh trên Facebook. Cảm ơn bạn rất là nhiều về con app. Bây giờ thì mình đang truy cập vào. Web này thì theo mình biết thì cũng khá là lắc đấy các bạn. Như thường lệ thì mình gửi lời chúc đến các bạn một ngày đầu tuần vui vẻ. Xem clip mình thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh. Kèm theo đó thì nhớ click quảng cáo với mình nha. Quảng cáo bây giờ thì nó chỉ không còn ở bên góc phải nữa đâu. Giờ nó chỉ có nằm trong đây thôi, nó đã bị giảm dần rồi anh em. Cho nên mong là anh em ủng hộ cho mình nhiệt tình. Rồi, ủng hộ cho mình và tinh thần và động lực nha. Ok, cảm ơn anh em. Hãy kích đi khi còn có thể anh em ơi. Rồi, rồi đang vô nè, có vẻ như là vừa thay đổi hình dạng rồi thì vậy. Phải không ta? Hình như mình nhớ hồi xưa là hình viptoke nó đâu phải như vậy. Mặc kệ đi anh em, không quan tâm. Quan tâm là hôm nay mình sẽ sâu cho anh em cái con ạc khủng khiếp này. Ngoài ra mình còn một con ạc viptoke nữa của bạn Duy CC gì á. Nhưng mà mình chưa có rảnh để sâu. Để ít bữa mình sẽ sâu ạc của bạn. Ạc của Duy CC sau. Bây giờ mình sâu ạc của bạn này trước. Giờ hứa với thanh niên này cũng khá là lâu rồi. Và có điều đặc biệt luôn anh em là bên cái web này nó cũng có Resora nha anh em. Thành phố Resora rất là đẹp. Đấy. Nhưng vật chính của mình hiện tại đang mang một cái skin thời trang rất là đẹp. Và thời trang này theo như mình biết là khá là mạnh đấy. Hình như là mạnh hơn cả Hoàng Kim thì phải. Rồi, ở đây thì có những một số người canh giữ cái Resora này như sau, đó là Rebecca. Mình đã bắt được một con Rebecca làm pet rồi nè. Đây là con Viola, đây là cái thánh mà cuồng của Luffy. Con Akiki vẫn huyền thoại nằm đây. Bellamy và Mirella, đây ông này nữa nè. Ba người huyền thoại luôn ở mọi nơi. Đó là ông đeo sợi đen, ông con Mirella và cái con Akiki. Và Mirella đây như là Mirella rất là đặc biệt. Mirella này là Mirella rất là trưởng thành rồi anh em, rất là già rồi. Rất là già rồi. Rồi, giờ mình sao đồng đội cho anh em coi. Ở đây thì là web lậu thôi anh em. Nhưng mà đồ rèn cũng khá là đẹp, có điều hệ số nó không được kia gớm nha. Không có được như ít ít trừ trừ các kiểu đa điểu. Bởi rất là tiếc luôn về cái lĩnh vực đó. Ôi nhân vật chính nhìn ngáo thế anh em. Nhìn cái đầu nó ngáo ngáo thế nào á. Đấy, đây là nhân vật chính. Mình coi coi còn ai đặc biệt không. Sợ bên web này như là không có 4S luôn. Không có 4S anh em ơi. 3S là cao nhất rồi. Buồn thiệt chứ. Tên mà tìm nãy giờ không có ai 4S. Không biết là chùm server có 4S hay không. Lực chiến của nick này là 16 triệu đó anh em. Đây, anh em thấy chưa, 16 triệu mà không có được cái dòng hoàng kim thì chứng tỏ làm sao mà ai có thể có được, đúng không? Đây mình sau cho anh em coi luôn, cho anh em khẳng định với anh em là không có dòng 4S trong web game này đâu. Cái này bị đơ mất rồi, lắc quá cho nên mình không thấy được hệ số, nhưng mà mình chắc chắn là không có đâu anh em, cứ yên tâm đi. Ui, ba đồ này ghê gớm đấy. Đây gì đây, cái sức bít cười à, giống nước mắt nữ thần đó. Ai đồng đội như đồng đội của ạc này chơi thì bao giờ mà nhân vật trời cái hình mang được 6 người à, 1 2 3 4 5 6. Ok, hèn chi lên 16 triệu là phải rồi anh em. Nhân vật chính Senji, Zoro, Luffy, Nami và Chopper. Lại để mình coi lại Chopper nè. Chopper này khá là yếu xìu thôi, không có gì ghê gớm cả. Rồi, nó mang chai sức bít cười luôn kìa. Đây là Senji này gọi là Senji hắc hỏa, Senji bốc lên sát khí. Rồi tiếp theo là Luffy này cũng y chang bốc lên sát khí. Hôm nay chúng ta chơi Zoro, đấy cũng bốc lên sát khí. Còn Nami thì nó có cái vòng này nhưng mà không có sát khí, vòng này vòng điện thuộc cái hệ gọi là hệ sấm sét của nó là quá hợp lý rồi anh em. Rồi Franky chạy xe mô tô nè, còn đáng lòng thiệt chứ. Sabo, Kizaru, anh em thấy sao về cái con Franky lái xì bo này? Quá dữ luôn. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đi pháo bạn đánh cho em coi, đánh cho anh em coi. Ồ, ạc này đang đánh tới cái pháo bạn này là pháo bạn chắc là sảnh đấu gì đây nè, lúc đang đánh nhau trên võ đài Restra đó. Đấu trường thì ạc này top 2 nha anh em, đánh thử top 1 cho anh em coi nè.
chắc là thua đó các bạn, nhưng mà thôi cứ đánh thử. Trời ơi xe tốc đỏ kìa, 117 cam áo hồi. Ok, thanh niên Luffy đấm lại được 117k, chẳng đòn vãi, đó là chẳng đòn thôi. Còn cú đấm thiệt là 2 triệu. Kinh đấy. Này thì xe tốc đỏ, trời cái team này nói chung đánh nhau là anh em nhìn thấy sát khí không anh em ơi. Anh em nhìn hai bên đi. Sát khí đầy mình. Sát khí không thể nào mà đỡ nổi luôn á. Thiệt là nhìn hai bên cái chỗ nào nó cũng bốc sát khí lên được. Ôi mẹ ơi, xe tốc đỏ hung hăng trời. Cái gì bình tĩnh từ từ. Trời. Mà trời Senji đá ghê gớm, có gì từ từ, tiếc là người xe tốc đỏ nó bị gì anh em, nó bị cái chữ gì bao quanh hết mẹ nè, nhìn chả giống xe tốc đỏ thế nào ha. Xe tốc đỏ là cầm cái mũ rơm hút chắc ra, hút sát khí chứ các kiểu. Rồi nó hồi máu kìa, đó thì ai chơi lắc quá đi, tăng tốc luôn mà nó vẫn chậm như thường. Người một chân kiểu một chân đánh ra cái chiêu gì đó nó hơi gãy ngứa người ta. Rồi ok, tiếp theo là sự hồi máu. Rồi nó lắc rồi anh em, nhưng mà lắc thế này chúng ta có thể xem được từng skill chi tiết, rất là chi tiết luôn. Đặc biệt là chiêu của sự tốc đỏ mình sẽ cố gắng xem lại chậm chậm, skill rất là đẹp. Ôi mẹ ơi cái gì đây, nhanh lên. Vừa rồi chém ra lốc xoáy à, kinh vườn. Con cá sát thương nổi tài và lốc xoáy xuất hiện 3-4 lần luôn, quá dữ. Có nữa hả, vãi cả Euro thiệt chứ, sát thương cực kỳ nhiều. Rồi Luffy mình có nội nè, Luffy mình sẽ được đấm. Rồi con bo xuất chiêu rồi, không biết bên này nó có hoa đá không ha. Tên nhân vật vạt này là Miss ML. Đây Luffy biến thành bảo chúa đấm xe tốc đỏ nè anh em, nhưng mà cũng chỉ là tép riêu thôi anh em. Mã gì ghê vậy, cái chiêu nội tại nó rút lại mạnh hơn chứ đấm thường, đúng là đắng lòng được chứ. Rồi lại hồi máu nữa, đánh tới già luôn. Rồi đây chúng ta xem lại skill của xe tốc đỏ nha, tiếc là không có nổ nha, mình đặt con Nami ở đây cho nên là nó giảm nổ mất của thằng xe tốc đỏ rồi. Đánh đi, đánh đi. Nữa, giảm nổ nữa. Ủa không giảm nổ hả anh em? Sao Nami này dở vậy? Nami này đúng là Nami Haki, Nami Sura các kiểu mà. Nami Haki. Nhưng mà tại sao lại không giảm nổ? Đây, anh em rút đao ra những cái quả cầu sấm chớp. Sau đó là một cái skill nữa. Đó là thêm một lần quả cầu sấm chớp nữa. Quả cầu tan vỡ. Và tiếp theo là quả cầu bùn đất. Mình thấy rất nhiều bùn đất. Đáng lòng thì chứ. Ok. Đúng chức Euro. À lộn, đúng chức Senji luôn. Đá ghê vãi. Sát thương nổi tại và còn đốt cháy. Lửa bốc khí lên. Kinh dị thiệt. Ok, tiếp theo là vẫn chưa có nọ. Euro vẫn không có nọ được. Đó là một điều đáng tiếc. Anh đang dính tuyệt chiêu không phải thích nọ rồi anh em. Bên kia thì liên tục hồi máu luôn. Rồi còn mình thì đá. Xem gì thì cứ đá và đá thôi. Đây giờ một chính thì trời ơi né tránh bốn đứa. Mình chưa bao giờ thấy có trường hợp này luôn. Né tránh nhưng mà bốn đứa phải. Rồi Nam Mây bao. Ủa mẹ ơi. Đấm mây to vãi. Đúng chất là mình rồi em ơi, skill thì có vẻ như không thay đổi, nó chỉ thay đổi rồi là thay đổi một chút xíu về hình dạng cũng như là một ít cái phạm vi thôi. Đấy cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng mà nó tính ra cũng đẹp. Đẹp là được anh em, đẹp là được. Đẹp là được. Anh em Euro này làm gì mà tự nhiên chém mục tiêu phía sau vậy. Rồi Luffy sau một hồi chăm nọ thì bây giờ anh ấy đã không còn chăm nọ nữa. Có cả sát thương nội tại luôn, kinh. Rồi nhân vật chính bắn, sau đó là hồi máu. Đúng thiệt rồi, tem này đánh bao giờ mới chết đây. Xe tốc đỏ vẫn không có nổ à, nó mới nổ. Xe tốc đỏ giờ không nổ luôn, mình không hiểu là sao nó lại bị giảm nổ ghê gớm vậy nữa.
À, vậy là cuối cùng cũng đã có người chết rồi các bạn. Mình chờ người chết lâu lắm rồi mà nãy giờ mới có một người chết. Ai, buồn ngủ luôn á. Xem những cái trận đấu kinh điển này mình buồn ngủ luôn á. Ok lẹ đi em ơi. Ô con bò giờ nó để con bò nó với vòng dưới chân kìa. Ấy mình xem rất là mạnh luôn. Rồi được rồi. Thế thôi anh em. Mình không có thời gian chờ đợi cái trận hình nháo đá này đâu. Rồi vào phó bản. Đây là các bạn 167. Khá là kinh đấy anh em. Đánh qua hết rồi nè. Ủa hết rồi ta. Ủa hết phó bản rồi ta. Nhận nhiệm vụ thử coi. Sao hết mất tiêu vậy? Phải thêm phó bản mới đi chứ. Cái gì đây? Nhận nhiệm vụ không được luôn. À đang lòng. Anh đã bị đơ rồi anh em ơi. Đúng là web lậu rồi, lâu lâu nó bị ngu người. Có cả phút lại mới ghê chứ. Rồi không cho coi phút lại luôn. À, đau đớn thiệt chứ. Ôi được rồi, vào đây mình kiếm vài con boss lạ lạ đánh cho anh em coi. Ví dụ như thằng Bugatti nè, thằng này còn băng râu đen, mình sẽ chơi nó. Ôi trời ơi dừng chơi. Đây là Bugatti kèm những thành viên đệ tử của nó. Tí là có 5 người thôi, mình tới 6 người là nên mình sẽ chiêu lấy thịt đèn người. Ok. Ái chà, bàn tay phản lực à. Có cả móng vuốt à. Cái đó gọi là chiêu vết cào. Khiến cho đối phương bị rút máu đó các bạn. Rồi con Nami thôi mà đánh như vị thần đó. Mà ơi rút ghê vậy, có cần phải rút nhiều máu đi không? Cái này thì rút máu này, cú đá lướt gió, chó lướt gió, kèm theo đó là hiệu ứng lửa phun lên mặt khiến cho mặt bị đen. Nhưng mà thanh niên con nhỏ kia đeo mặt nạ rồi anh em, cho nên là nó không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ có ông kia bị thôi. Đó ông này thanh niên cơ lực này, niên cơ lực, trời ơi đánh rách áo luôn anh em, đánh mà áo bay ra ngoài luôn, cầm cái rìu khỏe đấy nhưng mà rách áo luôn. À, nhân vật chính thì đi gãy ngứa cho người ta thôi chứ không làm được nhiều nữa. Tiếp theo là Euro. Euro chém như thế nào đây? Chém mình lóc xoáy đúng không? Ê có nổ luôn kìa. Chúng ta cùng xem nổ của Euro. Mình đã chờ chiêu này lâu lắm rồi anh em ơi. Vãi. Má cái con mặt nạ chó điên này. Mày thích chơi không? Mày thích làm giảm nổ không? À, đau đớn thiệt chứ. Cuối cùng giờ đánh nó được có một giọt. À, cái khiên của Ken sao lại lạc loài vô đây vậy không nhất nữa. Sao lại lạc rơi vô đây? Buồn lắm anh em. Cuộc đời mà. Ủa hình như nãy mình vừa thấy mình đánh được nó kìa. Ok. Clip nào mình không biết sao lắc dữ vậy không biết nữa. Hay là chắc tại do mình quay clip. Mày láo léo phải không? Ok còn nữa còn nữa còn nữa. Đừng có vội mừng, đừng có vội mừng, đừng có vội mừng. Cái chiêu nội tại sao mạnh vãi đái. Ok chắc bà sờ máu. Hồi máu rất kinh anh em. Đầy cay luôn. Vậy mà Nami không đầy. Đau đớn thiệt. Kèm theo đó là có hiệu ứng tăng tấn công thì phải. Hay là tăng giáp gì đó. Rất là nhiều hiệu ứng ở trên đầu. Đây, cú đấm phản lực của thanh niên Bugatti. Cú đấm phản lực nhưng mà chả lực bao nhiêu cả. Máu. Ui mẹ ơi. Công nhận là mà cái đám mây to vãi anh em. Ôi, nhanh dùng cái đi. Ê, mình đang chờ chiêu nổ của Yoro với Senji mà lâu quá. Đây 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 đây. Có cơ hội được nhìn thấy rồi em ơi. Bao đi bao đi. Bao đi đừng ngại ngùng. Bao đi. Đó, được con giọt anh em. Thấy cuộc đời ai. Ơi. Mình vẫn gây được sát thương nhưng mà chỉ tính những cái sát thương nội tại thôi. Còn sát thương chính thì cái khi một giọt á anh đỡ đỡ được. Thế buồn thiệt chứ. Biết bao giờ Euro mới được bao đây anh em. Euro bao nhiêu nổ rồi? 230 nổ. 230 nổ nha con. Thế vật chính là màu vải. Đi về đi.
mình đi về mình ngủ sao cái đi. Con này giảm nọ nè, nhưng mà chắc chắn mình cũng sẽ còn nọ chứ đúng không? Đó, phải bầu thôi anh em ơi. Mình đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Lại khi một giọt. À, chó điên thiệt chứ. Anh em có thấy con Atula không? Cái con Atula nó ở đằng sau Euro. Thật là kinh dị quá. Được rồi anh em ơi, mình chủ yếu là xem skill của lạ lạ của hai thanh niên đó thôi. Bây giờ thấy được rồi là mình thả mạng thôi. Chơi đánh lắc quá, đánh xem trận cả tiếng đồng hồ mới xong đường trận quá. À, cảm ơn bạn Nguyễn Quang Minh đã cho mình mượn con hạt này để mình vào để ra. Mặc dù mình chả khám phá được gì nhiều, để lần nào đó nó bớt lắc rồi mình vào mình quay nhanh trực tiếp cho anh em coi về cái con boss của Dressera nha. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi clip mình, đã like, video, subscribe, đăng ký kênh và bình luận cao cho mình. Rồi, thế thôi. Để mình lướt qua sơ sơ có mấy con boss gì không? Nhấn like, subscribe và kênh quảng cáo cho mình đấy. Còn đây là con Buget nè. Đây là như là tòa A. Tòa A. Bên đây thì có ông này. Hết. Được ông này là boss. Còn lại là mấy thanh niên trẻ trâu thôi. Đây có con lính chì nữa. Có con chú lính chì nè. Ở đây thì chúng ta có chả có ai luôn. Đây có con này, không phải, con này cũng là dân thường thôi. Con Wicca, cái con này rồi rồi đánh trống hả? Ok, mấy các bạn này lúc trước mình bên nhạc của anh Văn Trực mình có đi rồi, không biết tại sao lại không có phát bản mới nhỉ, nó tạm dừng ở đây mất tiêu rồi. Một có thêm hai ba cái mới rồi. Ok, thế thôi, mình kết thúc clip đây, mình khá là mệt đấy.